Hôm nay mình châm hai cái phong gì, hôm sau mình châm hai cái phong. Thế rồi mỗi mỗi ngày thì còn ra cái phong. Đúng rồi đấy. Nhưng mà chị để nó mà chi hẳn. Thế này chị làm ngay thì được. Thế nào chuyện đi chuyện ngay thì chuyện được. Đó, con đi bên Tây Y. Con đi tai mũi họng, con chữa 8 tháng. Đúng rồi, để 8 tháng là tai mũi họng thì... Liên tục, thưa bác. Sao? Còn cháu cái chuyện chân bạc. Nó còn chưa nói với cháu. Có khóc không? Có khóc thì không sợ lắm. Thế còn ai nữa không? Con này. Đây là mới rồi đó nhé. Ông đẹp hơn nữa, thôi đi 100 lần. Hai cái này. À, đúng rồi. Cái hướng như ôi, chân rồi. Dạ, 102 lần. Chân đi không làm cái đầu trước nha, phát là chậm phát triển như thế, con ngồi yên, bố mẹ đỡ đỡ đi làm nhé, đây là công trì này, à đây là bế hội này đấy, có đau gì đâu con, không đau, rồi cũng làm cái thượng tinh, đấy được rồi, giỏi quá đấy. Để ông làm phong trì cho con nhé. Con làm khẽ thôi. Ông đã đẩy ngón tay vào chỗ đau rồi. Nếu lừa mới đẩy kim vào đấy. Lắm rồi. Không sao, không sao. Ông châm cho con để con biết nói nha. Con biết nói mà. À, ông châm cho con để con biết nói. Ông châm cho con để con biết nói nha. Rồi đến 10.5
thì lại bằng lực thế rồi gần thành phố Hồ Chí Minh là định gì không có Vũng Tàu thì biết rồi Vũng Tàu đến mãi Vũng Tàu để Bến Tre với thì Vĩnh Long sẽ làm vào tháng năm thì bảo tôi được sao nó sinh hoạt thì đó nên là tỉnh tôi phải không có thì lại nhiều cũng cũng điều kiện để học từ rồi đi đã đưa những kinh nghiệm là nhưng mà cũng cũng rất kinh nghiệm là các bệnh nhân đến thì không bệnh nhân nào bệnh nhân đâu có những cái chú mà chúng ta cổ và trí tâm này và bác sĩ chúng ta tuyên truyền được thế mà lại không khám cho người ta thì lại không nhiệt tình gia đình nữa cho nên là thu chưa được gì làm sao được thất cổ này nó đủ các thứ vậy đúng không từ hành tùy cho đến trận này là nó bị hết thế nên là chúng ta sẽ phải thua ở nhà thế thôi cái gì không nhớ được thì chúng ta tự nhớ thế rồi viêm nhiễm này thế là chấn thương sọ não này đúng không chưa nhưng mà trong cái vòng đủ trong vòng một năm trở lại được 6-7 năm thì sao chữa được nó phải có hết bỏ ở đây thì được bao nhiêu thôi cho nên tôi dùng vào công hỏi để tôi bằng cách thanh niên thì đã nghiêm được tại bọn sách từ bọn công phải xin sách và để mang đi tại vì tôi được biết rằng sách của các sách này quý quân để thu để hình như bạn cũng có một hai quyền ở đây tôi mới nói đi đâu đơn vị này tôi với mỹ tái bản lần đầu là được 500 bộ và mỗi bộ là mấy quyền ghi nhận được ở các anh chị những cái điều đóng góp cho ban tổ chức. Ví dụ như trong vấn đề học tổ chức như thế nào để sau có một cái dịp khác
thì chúng tôi sẽ được tổ chức tốt hơn. Và làm sao để mục đích cái lớp học là chúng ta làm thực hiện đúng cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục Bộ. Thì bây giờ trong cái mục xin được khoảng chừng kết phút để được ghi nhận cái này, thì hiện giờ nếu các anh chị nào ở xa đó, các anh chị đề nghị giơ tay xong sẽ có cái nhân viên sẽ chuyển micro đến các anh chị để chúng ta góp ý. Các chị cho nó góp ý kiến ạ. Alo, xin chào tất cả các bác sĩ ở đây cũng như tất cả các vị lãnh đạo trong cái hội trường này và kính chúc cho nhiều sức khỏe. Sau đây tôi có một vài ý kiến về cái buổi học hôm nay. Thứ nhất về cái phần tổ chức đó, thì rất là tốt rồi, nhưng mà có cái phần này tôi rất là tiếc là sau đó được đáp ứng kịp thời là cái quay phim và cái đĩa. Tôi ở cái quê tôi ở trong thành phố ở dưới Tiền Giang là ở dưới Mỹ Tho này, cách ở đây chỉ có 70 cây số thôi, nhưng mà để mà học về cái đó trong túi thầy thực chất không có. Bây giờ muốn học cũng học không được, mà đọc sách qua mà mình hình dung để các thầy làm thì hình dung không ra được. Cho nên tôi đề nghị thứ hai là đề nghị là sau này những có cái buổi mà tập huấn như thế này rất quý giá về phần tư liệu, cho nên là ban giám đốc hỗ trợ phần này quá kịp thời. Đó là cái dòng tư liệu này chúng ta có thể phát tán cái này ra sau. Chỉ trong cứu này chúng ta thầy đã thành công, đã đạt đến mức của thế giới rồi, mà sao chúng ta lại có những cái buổi này chúng ta không phát tán được cái thông tin này ra xa. Tôi mong rằng sau cái buổi này tôi về Tiền Giang để cố gắng làm những cái gì nhỏ nhoi nữa, thật sự nhỏ nhoi. Sau cùng xin chúc tất cả sức khỏe của các vị lãnh đạo, của thầy và con xin kính trân trọng cảm ơn thầy đã truyền bá được nhiều kiến thức đó cho con. Mặc dù con đã chập chững bước vào nghề cũng không lâu lắm, nhưng mà những cái ngày hôm qua con đã tiếp xúc với thầy cho con rất là nhiều kiến thức và bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn thầy, chúc thầy được giữ gìn sức khỏe để có những cái cho dìu dắt cho chúng con những cái giai đoạn sau. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Cảm ơn. Xin lỗi các chị là chúng ta có ý kiến đóng góp gì nữa không ạ? Bên Hội Chủ Cứu Việt Nam, kính thưa ban giám đốc của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, kính thưa tất cả các thành viên trong cuộc họp hôm nay, lần đầu tiên của tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy Nguyễn Thị Thu và tất cả các cán bộ nhân viên bệnh viện Nguyễn Tri Phương sức khỏe dồi dào. Và sau đây tôi xin có ý kiến mấy ý kiến sau đây. Thứ nhất là được sự quan tâm chiếu cố từ Nguyễn Thị Thu vì cái tuổi già sắp yếu, thầy cũng chuẩn bị sắp lìa khỏi đời. Cho nên thầy muốn để lại cho chúng ta những cái dấu ấn về chăm cứu, về mắng chăm, về cố gắng tận tình bảo vệ và tạo điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Việt Nam chúng ta trong những để tạo cho cái tâm tâm và tạo cái lớp nghề hôm nay là một công việc quý giá nhất. Chúng tôi là những học viên xin chân thành cảm ơn những cái ý kiến, những cái sự chỉ đạo, những cái sự mà ưu ái đối với nghề chăm cứu Việt Nam, đối với chương trình lớp trẻ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có bao nhiêu và xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả cùng tất cả các học viên hôm nay. Xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào, xin gửi lời chào thân ái và đoàn kết. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bữa hôm nay, chúng ta trong cái thời gian này chắc dành cho thầy thì nhiều hơn và cho lớp nhiều hơn. Nên tôi nghĩ là ngoài ra các chị những ý kiến đóng góp gì khác thì tiếp tục cứ gửi về chỗ khoa học cổ truyền cho bác sĩ Việt. Chúng tôi sẽ tiếp tục để ghi nhận và để cho những lần tổ chức sau được tốt hơn. Và tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thảo Linh là đại diện lớp học để có vài ý kiến phát biểu với lớp, và đến sau tiếp theo đó là những lời gọi là tri ân của thầy với tất cả chúng ta và những người có mặt ngày hôm nay đây, chính là những món quà và làm sao sự thể hiện cái công việc sau này của các chị mới đến là điều mà làm cho thầy sẽ rất là vui. Cho nên như có anh bạn học viên vừa rồi nói là có khi rằng có thể cảm giác mình cái việc học của chúng ta cảm thấy nó cũng chưa đủ gì đâu, nhưng mà cố gắng là đem được một cái kiến thức gì học của thầy để về giúp được cho người bệnh thì điều đó là thực tế nhất và là món quà để cho thầy.
cho nên là đây là những bài cảm nghĩ của học viên. Tôi xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Ngọc. Con xin đọc lời cảm ơn của con đại diện cho cả lớp với thầy. Kính thưa giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ. Dạ, kính thưa giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đại Thu. Kính thưa phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiều. Kính thưa phó giám đốc Võ Đức Chiến. Kính thưa các bác sĩ, y sĩ, khoa y học cổ truyền về cuối cùng của khóa tư cứu truyền nghề chúng con. Con xin đại diện cho các đơn vị, các tỉnh thành, quận huyện về đây học nghề có đôi dòng xúc cảm gửi tới giáo sư cùng viện trưởng Nguyễn Thị Hùng và các quý vị đại biểu. Thời gian học truyền nghề ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4, dù là rất ngắn ngủi nhưng chúng con thật sự rất vui và hạnh phúc bởi vì được giáo sư cùng đội ngũ tiến sĩ bác sĩ tận tình chỉ bảo. Đây là những bài học bổ ích nhất cho chúng con làm hành trang mang theo trong tương lai. Đồng thời giáo sư cũng trao dồi tri thức, đạo đức, nghề y, một nghĩa vụ cao cả với nhân loại cho chúng con. Chúng con trân trọng cảm ơn vị giáo sư, người thầy mẫu mực đã giúp chúng con trưởng thành hơn trong nghề nghiệp của mình. Con không thể nói cạn dòng suy nghĩ của mình lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy trên trang giấy ngày hôm nay. Nhưng chúng con xin hứa sẽ là đội ngũ y sĩ bác sĩ chuẩn mực như thầy vẫn mong đợi để không phụ công thầy và cố gắng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu sâu rộng trong nghề nghiệp. Giáo sư, bác sĩ, y sĩ, nhân viên bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhiều sức khỏe để phục vụ nhân dân, con xin trân trọng kính chào. Kính mời thầy giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đại Thu lên chỗ một sân khấu để cho các đại diện của lớp học sẽ tặng quà và xin trân trọng kính mời thầy. Dạ, con xin mời đơn vị cô Văn Bình lên tặng. Hội sinh viên của chúng ta có 11 phó chủ tịch, tôi là chủ tịch còn 11 phó chủ tịch. Thế đây một đồng chí phụ nữ thầy thuốc lâu năm lắm rồi. Tôi chưa quên được, tôi chỉ nhớ được cái tỉnh ở Long An tôi xuống rồi. Thì bà thấy rất nhiệt tình trong mấy chục năm nay. Và vừa rồi được phong và bầu được phó chủ tịch cả nước chứ không phải nguyên Long An nữa đâu. Thế bà chị lên thăm tôi được 3-4 lần rồi. Với mục đích là sau đây mình phải mở lớp ở Long An. Cô sẽ thấy hả? Thì không cần phải đi tu,
nhưng mình tu tại gia, tu tại bệnh viện cũng được. Mình tu ở chỗ là mình phải có cái tâm này, như thầy tâm của tôi đây này, tâm này nó treo ở đấy. Tâm chúng ta có đức Phật, thì bên thông báo là có Đức Chúa Giêsu, thì bên này có Đức Phật. Để nói Đức Phật là chúng ta vẫn là có tại trung tâm chúng ta có Phật, tất cả người lên là Phật được. Nhưng khi chết đi ấy, thì cái chữ vẫn là phải vô hoa ấy, thì tức là cái tim của mình, trong cái tim của mình có Phật. Nếu cái thầy lên thầy ở chùa đến thì học trò thì tất nhiên học trò tôi rồi, nhưng mà các người đi về đạo Phật thì ta lên đi làm đều được mời chào các thượng tọa này, rồi là các đức Phật vân vân. Thì tôi thấy cái chữ này là có nói về tôi là treo ở chữ cái chỗ không có chữ thiếu Phật xin của tâm, thì đây là chữ tiếng Việt. Và tiếng Việt thì mọi người biết, tiếng Việt chữ Nho thì nhiều người không biết, thì tôi cảm ơn nhé. Đây có gì đó chữ tiếng Việt thôi mà tâm đồng nghiệp rất quý tôi, thì tôi giải thích là ở trong quyển đó thì khi viết xong thì các bác sĩ có đi hỏi của tôi là bây giờ sư ghi cho tôi một câu tâm đức trong lòng giáo sư thường nghĩ đến để chúng tôi biết và phải xem không có để có trông thấy ở đâu không, mai trông thấy thì ở cái câu thì tôi nói này này, chúng ta lại thấy thuốc mà thì chúng ta phải chữa cho bệnh nhân khỏi, nhưng mà cái chữa giỏi thuốc ít hay nhiều thì chúng ta làm một ngày nay tất nhiên có kết quả rồi, như thưa thầy phải có cái đức và có chữ tâm. Và tức và tức như vậy là tôi nghĩ là trái là trọng. Thế các bạn xem này, trong tay đến tay người thì lúc nào thì cũng phải giỏi là một chuyện thôi, giỏi mà chả phục vụ được ai thì mất đi. Nhưng mà chúng ta có tâm có đức và thì bệnh nhân, chúng ta thương bệnh nhân chúng ta, nhân dân chúng ta, chúng ta sống trong lòng nhân dân. Mà trong nhân dân thì Đức Phật, nhà chùa là cái nơi tín ngưỡng mà nước nào một cái mà điều khiển cả dân ta sống, đấy là tâm và đức, đấy là đạo Phật. Đấy, để tôi nói thêm nữa. Bạn là gì cũng được thôi, không cần cầu nguyện. Xin cảm ơn ạ. Thế này hoa sao được bao nhiêu đại học được? Thì khi mà các bạn quý tôi, tức là quý của những người tổ chức ở đây, đây có hai bó hoa, thì ở đây đại diện cho viện là có hai người cao nhất, phó giám đốc đúng tiến chiến thì là cụ lương y của thân sinh ra của tiến chiến này là bạn với tôi của viện của tôi sống. Đấy. Thế nên là anh chiến lúc nào gặp tôi không gặp bao giờ đâu, vì lúc có lẽ tôi làm cái cụ thì anh chứ hội chứ cụ ghi là còn trẻ lắm. Thì hôm nay là giúp cho tôi làm trong này. Người tôi, thì tôi gửi chú này chú thắp lên bàn thờ cho ông và anh. Chú Tư hôm nay vào đây đưa tặng cho con hoa này đây. Thế đây nha. Cô đây cô Liên, đây là những người vô công lắm á. Thực ra là lãnh đạo thì nhiều. Tôi thấy đây là anh Hùng là đầu tiên anh chiến. Rồi đến các cái phòng trực tiếp với chúng ta, phòng yêu dân tộc có đúng không ạ? Thì từ nọ chúng ta thấy toàn những ngày này chứ ai đâu. Thầy phải cảm ơn tôi là phải cảm ơn những ngày này. Thế mà như tôi đại biểu đây nói đấy, 3-4 ngày thì làm sao được. Nhưng 3-4 ngày tôi nói những cái thực tiễn trên lâm sàng và trên bệnh nhân. Vì trong sách Covid thì có thể anh xem ra mà người có thể chữa người này được không? Thế thì như vậy là trên lâm sàng có thì trong sách phải có rồi. Thì tôi nói là cái đợt này là đợt còn tôi đang bảo tìm cho nó biết là đây. Thì cái này thì là thiếu sót ở văn phòng trung ương. Cái lớp mà cứ mở lên, mở lớp này thì ai chẳng mở được. Nhưng tại sao tôi mở? Thì đây tôi có một cái bài báo cáo hai mặt. Mà cái này thông qua trung ương nhà nước rồi. Thì tôi nói qua lại một tí, có lẽ anh em mình không học được. Mà ví dụ mở sách thì có lẽ cũng phải mở lớp thì lấy cái đề tài. Thế tôi nói tóm tắt là những tiện hôm nay mà. Thì chúng ta nói được cùng nói cả.
báo cáo các bạn vấn đề hội thảo. Vấn đề hội thảo khoa học kỹ thuật truyền nghề châm cứu. Theo kinh nghiệm châm cứu Việt Nam 50 năm qua, từ năm 1962 đến đây là 2012, câu này mới quan trọng hơn gì. Nhưng mà không phải 4 ngày chúng ta làm tất cả được. Thì ở dưới này, tôi phải dựa vào chính sách của Đảng, không phải tôi tự làm. Của Đảng tức là của những người lãnh đạo, không phải bây giờ, mà các ngài đã mất cả. Ví dụ đây, căn cứ của chỉ thị 110 ngày 24 tháng 5 năm 57, quyết định thành lập hội, căn cứ với nghị định 258 TTG 14 năm 57 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tổ chức vào cái hình thức cùng với đồng ý. Thế nhưng mà đến bây giờ là mới đẻ ra, người ta có được xem này đâu, người ta cứ tưởng là cái này ông Thu ông tạo ra đâu, không phải đâu. Đây là ý kiến của Trung ương, Trung Đảng là lớn, nhưng mà chúng ta những năm chiến tranh thì chúng ta ngoài Bác Hồ ra, là được ai cũng biết của Phạm Văn Đồng, có 50 năm quý vị đã làm được cái gì chưa? Nói như các bên đã nói cũng sắp chết được rồi. 7 tháng 9 năm thế thì các bạn tôi thì các đồng chí biết, các thành viên thì biết, như là giáo sư Hồng Song, bộ trưởng cũng là cùng lớp tuổi với tôi, thì cũng đi thấy cái đêm mấy năm rồi. Nhưng mà là cái đó, nên tôi mới ngó, tức là cuộc đời mình sống. Thì tôi nói cả tin gì mà chúng ta phải, không phải ngày xưa đâu, chúng ta phải biết trong ngành châm cứu là ai trước tôi cơ, chứ không phải trước. Tôi có chức hội châm cứu vì trong đông y và có châm cứu, tiếng Hoa đã nói đấy. Trong số lúc đó là hơn 2.000 đông y thôi thì có hơn 200. Thế là giao công tác là chỉ huy bên ý, nhưng mà khi mà không phải thì thay đổi thì chúng ta phải là phó thủ tướng bên này cũng sẽ được văn hóa. Rồi châu Bắc châu Nam. Và một ngày nữa là không dùng thuốc, tức là châm cứu thì một đồng có nói đây rồi. Sau cho tôi nhiệm vụ, lúc tôi còn trẻ lắm, tôi có 27 tuổi thôi. Bây giờ làm sao mà đi thống kê được cái người châm cứu trong hội đông y là có bao nhiêu người? Có người nói là hội đông y là đặc thù, nhưng mà hội đông y là hội châm cứu. Trong lúc đó là cái hội đông y nó ra đời là có cả châm cứu. Lúc đó các ngài như là cụ Phạm Văn Đặng Văn Cát là bạn hội chủ tịch. Rồi là thu bộ chúng ấy mọi người hỏi tôi gần Bác Cát, Bác Cát là thấy đi mà cách mạng khó khăn. Đảng ta phải chiếm một số người lương y, trong đó có Tịnh Phúc, Giang Văn Thái Lan này rồi. Cho nên là tôi hỏi Bác Cát, con thì cũng phải là đủ số, nhưng khi không bắt thì đi đâu, thì Bác Hồ đều quay về đấy xem Bác Cát làm được như đã làm sao. Cho nên khi tôi gặp Bác Hồ, thì Bác Hồ bảo là cháu được cứu rất tốt. Để tôi chưa nói gì thì cô đã bảo cậu đứng đường, tôi không biết chứng cứu luôn nhé. Nên là ông Cao không thể chứng cứu đấy. Đấy, thế nên là bắt Bác Hồ. Ý kiến của Bác Hồ truyền là ý kiến của chúng đồng đồng. Và cho nên thế bây giờ ai người chồng chứng cứu tôi đối ai là bắt tôi chứng cứu đấy. Có ghét chứng cứu đến đâu có là thì là nhất là giáo sư là 879 năm trước của Nguyên. Và cho đến đời Bác Hồ đưa ra chúng ta thì đến nay cũng là hơn nửa thế kỷ rồi. Tôi thì không giỏi gì cả, nhưng tôi là người học trò nhỏ. Tôi nhanh nhẹn. Tôi có thể đi lúc đi xe đạp đi bộ cũng được. Tôi đi từ Nội vào Vĩnh Linh, Quảng Bình, Lạc Bài. Tôi đi khắp các tỉnh. Và cho đi đến năm 1967. Thì mình mới thấy là một chứ bậc là mẹ của hai người. Thì anh nào mà làm đồng nghiệp và tôi biết bài, bắt bài cả. Tôi biết bài quá đấy chứ. Nhưng mà phải phân ra. Những người nào bắt mạch kê đơn thuốc, thuốc nam lại khác, thuốc bắc lại khác để làm đồng ý. Thì lúc đó đưa tiên danh ra, thì người nào làm châm cứu thì làm riêng. Rồi đến năm 1967 cho đến nay tức là 60 năm. Nếu mà đánh giá khen mình mà trước mặt mình thì cái đó, cái người đó cũng ở Việt Nam là hai nước phải đầu tiên trên thế giới. Không như A Đông đâu, mà Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu là 138 nước có châm cứu rồi. Thì vẫn là chủ tịch học nghiên cứu và phó chủ tịch là tôi. Thế là chúng tôi là những người được trên tôi đứng ra để làm. Mà chúng tôi có quyết tâm thì tôi mới duy trì được chương trình này. Còn cùng tuổi với tôi thì tôi vừa nói cùng tuổi tôi là giáo sư Tây Y, tôi phải là bắt đầu từ từ nghiên cứu, nhưng mà tôi cũng là Tây Y rồi, từ đấy tôi mới học chương trình ra. Thế thì những cái đó không phải tự mình làm được, mà phải có sách. Chúng tôi có may tôi biết chữ nôn, giáo sư cùng tuổi với tôi nắm què đâu,
đâu có ai phải nổi tiếng đến bây giờ. Có một vài người, ví dụ anh Phạm Xăm là một trưởng thế này. Để có những người Tây Y nữa, không phải những người Tây Y nữa, năm tâm có được bây giờ đâu. Tây 80 tuổi còn phải kinh phục rồi. Bạn mà tụi mình không làm được, mà không làm được. Như vậy là mang lại một kinh nghiệm cho đất nước. Thế các đồng chí biết không? Là một cái quốc tế, thì quốc tế năm 1900, 1950, cho đến năm 60 mới làm được siêu. Thế bộ vào cái thì không có thuốc, thì không có một chứng cứu tình mộng cái gì. Mổ xong hay là các thương binh, tôi nhiều khi tôi bây giờ tôi xúc động với đồng chí này, để nói cho tôi,